Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng với đại diện các cục vụ chức năng của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng về việc triển khai xây dựng khu trung chuyển hàng hóa. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh cho biết thời gian qua Lạng Sơn và Cao Bằng là hai địa phương có đóng góp lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cụ thể, các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã phát huy được vai trò là trung tâm chuyển giao quan trọng trong quan hệ thương mại kinh tế với Trung Quốc. Kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng dần qua từng năm và đạt mức độ tương đối ổn định. Ước 8 tháng đầu năm 2015 đạt 2,850 tỷ đô la Mỹ. Còn tỉnh Cao Bằng và thành phố Bách Sắc Trung Quốc cũng đã bàn bạc và thống nhất thỏa thuận sẽ tận dụng khu trung chuyển để kết nối doanh nghiệp hai bên ký kết kinh doanh hàng nông thủy sản theo hình thức thương mại quốc tế. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự chủ động của hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng đã bám sát thực tế và có định hướng dài hạn phục vụ phát triển thương mại qua biên giới, đồng thời nhấn mạnh các địa phương cần đề ra kế hoạch cụ thể để xây dựng các khu trung chuyển, làm sao đảm bảo yêu cầu tạo ra một khu trung chuyển có sự kết hợp chặt chẽ. Bộ Công Thương cam kết sẽ dành sự hỗ trợ cao nhất về cơ chế chính sách để hai khu trung chuyển sớm đi vào vận hành hiệu quả.